chỉ sau một đêm, 146 trên 200 gốc chanh dây đã bị kẻ gian thẳng tay cắt đứt gốc. Chứng kiến cảnh tượng này khi ra thăm vườn, anh Võ Thanh Vệ, thôn Phú Yên, xã Hà Ra, huyện Mang Giang, rất đau xót khi chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi, toàn bộ diện tích chanh dây của gia đình gần 4 sào sẽ bước vào thu hoạch vụ đầu tiên. Giờ toàn bộ tiền giống, phân bón đầu tư, thuốc bảo vệ thực vật lên tới hơn 70 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc, đành mất trắng. Trong khu vực gần đây thì cũng không có xích mích với ai. Dân ở đây sống rất hòa đồng. Riêng cái khu vực đây toàn bộ là dân làm nông hết nên mọi người giúp nhau làm. Nên em nghĩ là trong đây là không có ai gây ra như vậy. Gia đình cũng mong muốn là cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật để người dân an tâm tư tưởng. Tại hiện trường, toàn bộ vườn chanh dây chữ quả đang dần héo úa, các gốc cây bị cắt đứt, dấu vết còn tươi mới. Ngay cả hệ thống đường ống dẫn nước tưới cho vườn cây cũng bị kẻ gian chặt đứt, hư hại toàn bộ. Ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàn Rào, huyện Mang Giang cho biết, vụ chặt phá diện tích chanh dây của gia đình anh Vệ xảy ra cuối tháng 3 năm 2023. Hiện nay, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an huyện Mang Giang vào cuộc để điều tra làm rõ, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân trong khu vực nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm. Chỉ đạo cho hệ thống chính trị của các thôn làng thì cũng thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân là tố giác tội phạm để cơ quan chức năng nhận được thông tin kịp thời và điều tra xử lý, đảm bảo được cái vấn đề thì không có để kẻ gian để mà có những người có ý xấu phá hoại, hủy hoại tài sản của người dân. Cho nên là cái công tác mà tuyên truyền tố giác tội phạm thì chính quyền địa phương cũng thường xuyên thực hiện. Ngoài vụ chặt phá chanh dây tại địa bàn xã Hà Ra, huyện Mang Giang xảy ra cuối tháng 3 năm 2023, thì trước đó đúng một tháng, tại địa bàn xã Gia Bách, huyện Gia Krai, vườn chanh dây 500 gốc của một hộ dân cũng đã bị chặt phá khi đang đến thời kỳ thu hoạch. Ngoài ra, vào ngày 13 tháng 3, tại địa bàn xã Gia Băng, huyện Đắk Đoa, cũng đã xảy ra vụ việc kẻ gian chặt phá hơn 1.000 gốc cà phê của các hộ dân. Người dân mong muốn lực lượng chức năng sớm điều tra bắt giữ kẻ phá hoại nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho bà con nông dân.